Minh Tú đã quyết định đến gặp Lan Khuê. Bản thân Khuê cũng có thể lường trước được là thế nào Minh Tú cũng sẽ tìm đến mình. Không có một Minh bản Tú sao chị nào hoàn hảo hơn bản bản chính. Khánh Linh quá giống với lại một nhân vật khác. Cái đó là bạn quan điểm của Lan Khuê. Tại sao bạn phải nói được như vậy? Cái sự bạn đang nói xúc phạm đến cái người khác. Đừng để những cái tình cảm cá nhân và chương trình là cái sự cá nhân. Suy nghĩ lại đi. Ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện. Đừng làm Miss 10 cộng 1. Ok. Cứ chờ coi đã. Bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị. Quất vô mặt chị đó. Đánh với chị. Bỏ miệng rồi. Đánh mạnh lên. Đá luôn.